Xin chào quý bà con và quý anh em nuôi tôm. Thì hôm nay Tuấn xin chia sẻ một cái chủ đề rất là quan trọng trong cái vấn đề nuôi tôm của mình, là tại sao mình nuôi tôm đầu vụ dễ trúng. Thì như bà con đã biết thì sau quá trình một năm mình nuôi tôm, đặc biệt là đối với mô hình tôm lúa cũng như tôm gừng và một số mô hình tôm quảng canh truyền thống khác, thì mình nuôi thì thường là bắt đầu mình cải tạo ao, rồi mình thả giống là từ tháng 11 âm lịch cho đến khoảng tháng 6, tháng 7, tháng 8 âm lịch thì mình ngưng, mình thả thường là khoảng 2 vụ đó. Rồi sau khi 2 vụ vậy thì đối với một số mô hình là mình ngưng lại, mình sơn quét, mình cải tạo, mình nuôi cái vụ mới lại. Đặc biệt là đối với cái mô hình tôm lúa thì mình nuôi 2 vụ tôm xong thì bắt đầu mình làm vụ lúa để mình nuôi, thì mình cách ly được mầm bệnh cũng như là mình cải tạo khôi phục cái đất đai. Thì thường thì sau khi mình làm vậy rất là nhiều năm nay thì nó rất là hiệu quả so với mình nuôi liên tục. Thì hôm nay thì Tuấn xin chia sẻ là tại sao mình nuôi tôm đầu vụ, mình phải làm như thế nào để mình tranh thủ cái cơ hội, tranh thủ cái đất đai mình tốt cũng như cái thời tiết để mình có một cái vụ nuôi hiệu quả, để tiếp theo mình nuôi cái vụ 2, vụ 3 thì nó được dễ hơn, để mình có được cái tinh thần cũng như cái động lực mình phấn đấu mình nuôi những cái vụ tiếp theo. Thì nếu mà mình để mà nó để rủi ro thì bên ngoài nó sẽ mầm bệnh nhiều, rồi bên trong thì nó nhiễm thì mình rất là khó nuôi. Thì nếu mà bà con mà nuôi vụ 1 mà không thành công thì xem như cái vụ 2, vụ 3 thì bà con rất là khó khăn. Thì bởi vậy mình phải trân trọng và mình phải nuôi cho nó được hiệu quả. Thì tại sao mình nuôi tôm đầu vụ thì nó rất là dễ trúng? Thì vạn sự khởi đầu nan, thì cái gì cũng vậy. Nếu mà cái vụ đầu mình nuôi được thì những vụ tiếp theo mình rất là có tinh thần, rất là có động lực. Đặc biệt mình có cái chi phí mình trang trải, mình rất là đỡ lo hơn. Cái lý do tại sao mình nuôi đầu vụ thì nó dễ trúng thì Tuấn xin chia sẻ. Thì cái vấn đề thứ nhất là ở cái đầu vụ thì ai cũng biết rồi, thì mình để cho cái đất đai nó được nghỉ ngơi một thời gian sau khi mình nuôi hết 2 vụ, từ cho tháng 11 cho đến tháng 6, tháng 7 gì đó mình cải tạo lại, thì lúc đó thì đất đai nó được phục hồi cũng như là nó được cải tạo kỹ. Nó đặc biệt là đối với mô hình tôm lúa cũng như tôm gừng thì đất đai nó sẽ được phục hồi rất là tốt. Cái vấn đề thứ hai là khi mà cái cải tạo lại và mình nuôi mà mình cách vụ như vậy thì nó sẽ ít mầm bệnh bên trong cũng như bên ngoài, tại vì ai cũng ngưng nuôi hết, đặc biệt là mô hình tôm lúa bà con thấy rất rõ, thì nó không có vi khuẩn, nó không có cái môi trường để sống. Thì do là nó có cái thời gian cách ly hoặc mình luân chuyển cái đối tượng, thì lúc đó thì ít ai nuôi tôm, thì khi đó thì cái môi trường nó ít mầm bệnh hơn. Cái vấn đề thứ ba là khi mình ngưng nuôi, mình cải tạo thì thường là xảy ra những cái tháng từ tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10 đó. Thì tháng này là tháng mưa, thì lúc này độ mặn nó thấp, và khi độ mặn nó thấp vậy những cái mầm bệnh là phát sáng nè, sứa nè, gan nè, khuẩn nước mặn thì nó sẽ giảm, hoặc nó sẽ không có môi trường nó sống, nó sẽ mắc đó. Thì bắt đầu vụ mới mình nuôi thì nó sẽ có, mà hoặc có rất ít hoặc nó không có đó, thì mình đỡ cái rủi ro về những cái bệnh này khi độ mặn thấp. Vấn đề thứ tư là lúc mà mình ngưng nuôi rồi mình có thời gian mình cải tạo ao kỹ đó, thì gông nó sẽ ít phát triển, hoặc nó phát triển nó không phát triển kịp, phát triển không nhiều. Tại vì cái mùa ví dụ mình thả nuôi mới đầu vụ thì nó khoảng tháng 11, 12 âm lịch thì nắng lúc đó nó cũng ít, nó không có nhiều,
như tháng 3, tháng 4 đó, thì nắng ít thì nước nó cũng, nhiệt độ nó cũng đỡ, thì gông nó sẽ đỡ phát triển hơn. Vấn đề thứ năm là cái mùa mình thả tôm đầu vụ thì thường là cái mùa là gần Tết và qua Tết, thì lúc này gió nó rất là nhiều, gió Tết. Thì khi mà mình thả vậy, thả tôm nó lớn nhanh thì khoảng 2 tháng, 2 tháng rưỡi là mình nó vô hàng 2, 3 rồi, thì khi đó đó thì cái gió Tết này nó nhiều nè, thì nó ít bị thiếu oxy, tôm nổi đầu cũng như nó là giải phóng được khí độc. À, ao mình nó sạch cũng như nó ít khí độc, thì cái vụ cái nó gửi rủi ro nó sẽ thấp lại. Đặc biệt là cái đất mình nó có thời gian nghỉ ngơi, nó phục hồi, rồi nó có nhiều dinh dưỡng do mình, ví dụ mình trồng lúa đi đó, hoặc trồng năng vân vân, thì lúc đó mình cải tạo mình làm lại thì rất là dễ gây thức ăn tự nhiên. Khi cái môi trường cái nước độ mặn thấp đó, mình gây thức ăn tự nhiên là độ mặn càng thấp thì nó càng dễ lên. Bà con lưu ý vấn đề đó, đặc biệt là đối với tôm lúa. Bởi vậy cái mùa này bà con gây thức ăn tự nhiên rất là nhiều đó, tôm rất là nhanh lớn đó. Đây là cái lý do rất là quan trọng đó. Đầu vụ để bà con nuôi làm tôm lúa, bà con thấy ví dụ đầu tiên thì mình dễ gây trồng chảy gốc gạo rất là nhiều, qua cái vụ hai độ mặn cao rồi cái gốc gạo nó mắc thì mình gây rất là trần thân đó, không phải dễ. Thì chính nhờ những cái lý do trên thì bà con thấy với những cái ưu điểm như vậy thì cái đầu vụ rất là dễ nuôi. Bởi vậy nó vô cùng quan trọng, mình phải tranh thủ nắm bắt cái cơ hội này để mình nuôi cho nó hiệu quả đó. Làm gì làm, ví dụ trúng ít trúng nhiều gì cũng được, mình trúng cái đi thì lúc đó mình rất là yên tâm, mình có chi phí đó, mình sẽ nuôi những vụ sao thưa hơn là rất là dễ. Chứ còn nếu mà mình khó khăn rồi cái tâm lý mình không có, rồi chi phí không có, rồi mình làm nói chung là không có thời gian nghỉ ngơi, thì khi đó cái rủi ro nó rất cao, cộng với cái mầm bệnh bên ngoài nhiều, cái thời tiết nó không có thuận lợi nữa, mình nuôi vô cùng khó khăn. Tôi nói thiệt, ví dụ là nếu mà bà con tranh thủ ví dụ mà mình vụ đầu từ tháng 11 cho đến ví dụ tháng 1, tháng 2 âm lịch đó, lúc đó mình nước của độ mặn ngoài sông còn thấp, ít mầm bệnh, mình có thể cấp nước vô tư. Tuy nhiên mà qua tháng 2, tháng 3 đi, ngoài phát sáng suối nhiều, hoặc tôm người ta chết người ta xả ra, hoặc theo sông người ta tạt thuốc tạt đồ người ta bắt cá đó, hoặc người ta tạt để xít đồ để người ta diệt, người ta cải tạo, người ta bơm ra, nước cũng đã lẫn quẩn ngoài kinh chứ nó chưa ra sông lớn nữa, rồi mình bơm vô, mình thay phiên mình bơm vô, thì coi như người nào bơm vô là tôm ao đó hư đó, thì lúc đó là nó đặc biệt khó nuôi. Thì chính vào những cái lý do trên thì theo Tuấn biết thì cũng đa số bà con cũng biết nhưng mình làm như thế nào để mình nuôi đầu vụ cho nó dễ trúng đó. Thì chứ nói thì nói rất là dễ nhưng mà làm thì rất là khó, chứ không phải dễ. Tuy nhiên mình cũng phải làm, tại vì mình nuôi tôm này, mình sống nghề tôm thì không làm tôm sao làm gì bây giờ. Bởi vậy mình làm như thế nào với một cái mức chi phí hợp lý mà nó ít rủi ro, mà đặc biệt là cái đầu vụ này là mình thành công, để mình có động lực, có tinh thần, có chi phí để mình yên tâm mình nuôi trúng vụ 2, thậm chí là trúng vụ 3 luôn, mà làm như thế nào để ăn chắc mặt bền. Thì Tuấn xin chia sẻ bà con, thì sau nhiều năm nghiên cứu thì Tuấn có đưa ra cái quy trình nuôi tôm AC79. Thì những clip trước thì Tuấn có chia sẻ, thì bà con coi kỹ lại những cái phần đó. Thì ở đây thì Tuấn sẽ nhắc lại đó, cái quy trình AC79 này thì nó dựa trên cái nguyên tắc nào và nó làm những cái vấn đề chính như thế nào, thì Tuấn sẽ nhắc lại cho quý bà con. Rồi cũng như là cái chi phí nó như thế nào, Tuấn cũng chia sẻ cho quý bà con luôn. Thì về cái quy trình AC79 này thì làm theo cái nguyên tắc mà Tuấn đã kinh nghiệm nhiều năm, Tuấn đưa ra. Nguyên tắc của Tuấn là nhất môi, nhì giống, tam nhân, tứ thúc đó. Nhất môi là gì?